Ngôi làng mà bị xóa sổ hoàn toàn bao gồm là hơn 35 hộ mà hơn 100 người. Hiện tại thì theo thông tin Nắng Cao Nguyên đang nắm được thì mới gọi là tìm được hơn 20 thi thể, còn hơn 100 thi thể nữa là chưa tìm thấy được. Một cái thi thể của một nạn nhân vừa mới được tìm thấy đây. Ô, các bác là người dân ở đây luôn ạ? Không phải đâu, có người nhà mất ở trong này. À, người nhà mất ạ? Cái cháu bé kia khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Cháu bé 4 tuổi. 4 tuổi ạ? Ôi dồi ôi. Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại huyện Quang Bình của tỉnh Hà Giang. Nắng Cao Nguyên đang đi đường về đến huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai để vào thăm cái ngôi làng mà bị xóa sổ hoàn toàn, là bao gồm là hơn 35 hộ mà hơn 100 người. Hiện tại thì theo thông tin Nắng Cao Nguyên đang nắm được thì mới gọi là tìm được hơn 20 thi thể, còn hơn 100 thi thể nữa là còn chưa tìm thấy được. Vẫn còn rất nhiều nạn nhân đang bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Và trên con đường đi đến huyện Bảo Yên ấy, thì Nắng Cao Nguyên đang chứng kiến một cái cảnh rất là kinh hoàng mọi người. Một cây cầu nước lớn quá bị cuốn trôi một cây cầu đi luôn. Tất cả những cái móng cầu hiện tại thì nó đang lộ ra gần hết rồi. Những cái đất lớp đất đá ở xung quanh bị cuốn trôi, nó khoét sâu vào bên trong những cái con đường và những cái sân của nhà dân. Đấy, đặc biệt ở khu vực dưới này mọi người ạ. Nắng Cao Nguyên thấy là những cái giọ đá nữa là cũng đã bị cuốn trôi này. Đấy. Chắc đợt mưa lũ vừa rồi nó quá là khủng khiếp luôn. Đấy. Bên này thì có một ngôi nhà đã bị khoét vào hoàn toàn này, vào cái chân móng này. Bây giờ mà hứng thêm một trận nữa thì chắc là nó sẽ quét sâu vào nữa, nó còn bị hỏng hết luôn đấy mọi người ạ. Như những hình ảnh này quá là xót xa luôn. Đây. Ở phía dưới là cây cầu sắt là bị cuốn trôi ở ngay cạnh cái lũy tre này. Đấy. Quang cảnh rất là sợ luôn. Ở phía bên đằng sông bên này thì mình thấy là những cái nền móng của ngôi nhà này cũng đã bị nứt hết rồi. Sự cái đợt vừa rồi mưa lũ bão nó càn quét cả cái miền Bắc này quá kinh khủng luôn. Không ai kịp chuẩn bị cái gì cả. Không ngờ là cơn bão này nó thực sự là nó lấy đi rất là nhiều thứ.
Hiện tại bây giờ đang là 9 giờ 30 phút tối quý vị khán giả. Nắng Cao Nguyên đang trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi đến huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai để vào cái khu vực gọi là thiệt hại nặng nề nhất. Anh Sơn à, anh cho em hỏi tí. Em đang ở chỗ chỗ này gọi là cái gì nhỉ? Đại lý Trinh Khiết. Trinh Khiết đấy anh. Anh biết chỗ đấy không? Em cũng như này em về đến huyện chưa? Đây em còn nếu mà trên bản đồ cách 8,4 cây nữa. Nhưng em thấy có một cái đường mà nó đi qua cái cầu nhé. Với lại một đường rẽ trái. Thì mình đi qua đường nào anh nhỉ? Có một đây có một cái đường mà đi qua cái cầu xong là có một đoạn rẽ trái mà đường nó hơi lầy lầy này. Em có nghĩa là bây giờ là có một cái đường là đi qua cầu và một đường rẽ trái đúng không? Đâm thẳng là sẽ đi qua cầu này. Đâm thẳng đi qua cầu, em nhìn thẳng sang bên kia là nó có một cái chỗ đấy là em nhìn ở bên tây có phải là bên sông Nga Ma, xong nhìn bên tay trái là cái đại lý và ống nước có thứ đúng không? Đúng rồi, đại lý Trinh Khiết đấy đúng không? Em nhìn bên phải là cũng phải mấy hiệu tóc như thứ với cả... Đúng rồi. Quán đi đúng không? Đúng, chuẩn luôn anh ơi. Hải Salon cái gì? À, Ngọc Mai ấy, đúng không? Rồi, thì bây giờ em đi qua cầu ấy, qua cầu đến ngã tư, em sẽ thấy cái cho anh. À, cứ đi qua cầu ngã tư rẽ phải gì anh? Ok anh. Ngã tư xong rồi em sẽ thấy phải, xong rồi là lên tay phải đi lên khoảng 200m. Anh cho nó cửa. Ok anh. Vâng. Quý vị khán giả, hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại làng Lủ của huyện Bảo Yên rồi mọi người. Ở đây thì bây giờ tất cả các bà con cũng như lực lượng chức năng, đặc biệt là bên các chú bộ đội và công an thì đang hỗ trợ bà con để tìm kiếm những cái thi thể của nạn nhân. Đấy, thực sự là khi mà đến đây mình phải nói là quá khủng khiếp luôn mọi người ạ. Đây, toàn bộ mọi thứ là đều bị quét sạch luôn. Đấy, một cái trận lũ nó quá là khủng khiếp, quá là thương tâm, nhìn nó xót xa quá mọi người. Đây, toàn bộ anh em bây giờ đang dọn dẹp hiện trường cũng như là tìm kiếm tất cả những cái thi thể nạn nhân để nói chung là công tác bảo hộ cứu trợ nhanh nhất có thể đây. Quý vị khán giả, người bạn đồng hành hôm nay cùng với mình đó chính là anh Sơn, là cũng là một người anh của mình, cũng làm về YouTube ở tại huyện Bảo Yên luôn. Thì anh cũng là người trực tiếp là đưa Nắng Cao Nguyên và quý vị khán giả để đi gọi là vào những cái vùng sâu vùng xa. Đây là thuộc làng Lủ đây của... là làng Lủ của xã Phúc Khánh. Vâng. Thì thực sự thì
Sơn là người ở Bảo Yên này và Sơn cũng trực tiếp có người nhà ở trong vùng thiệt hại này. Vâng. Thì đấy, như mọi người về đến đây được quan sát được tất cả những cái khung cảnh ở nơi đây ấy, thì đúng là một cái mất mát nó quá lớn cho đau xót cho người ở bản đây. Vâng. Thì một cái hình ảnh đấy, như các bạn về đến đây thì các bạn thấy rằng là nó quá khủng khiếp. Vâng. Đấy, và cũng chỉ muốn mong rằng là mọi người cùng chung tay chia sẻ để giúp đỡ cho bà con dân bản. Ngay sau quý vị khán giả, đây chính là các chú bộ đội và lực lượng chức năng đang tìm kiếm những thi thể nạn nhân. Thì anh cho em hỏi một chút, thì cái thiệt hại về cả bản này là có bao nhiêu hộ gia đình anh? Như trên thực tế thì mình cũng, cái con số chính xác thì mình cũng không nắm được, bởi vì là mình là người dân ở Bảo Yên, ở cái huyện này, nhưng mình không phải là người dân gốc ở đây ấy. Vâng. Thì cũng mình cũng nắm bắt được một số thông tin là tổng là 37 hộ dân. Vâng. Và số người thì số người đã bị tử vong ấy. Vâng. Và bị mất tích. Ấy, thì nó có khả năng lên đến con số hàng trăm người. 200 người. Hàng trăm người hàng thôi, trăm không phải đến 200 người. Vâng. Còn nhân khẩu thì là 128 khẩu. 128 đấy. Người. Nhưng con số tử vong thì có khả năng là lên đến 90-95%. Vâng. Hôm qua thì anh đến đây thì lúc đấy các lực lượng chức năng là gọi là tìm được bao nhiêu thi thể rồi anh? Khi vào tầm buổi trưa ngày hôm qua thì khi anh đến đây thì các lực lượng chức năng và người dân bà con hỗ trợ tìm kiếm thì nó mới tìm kiếm được khoảng 20-30 người. Vâng. Đấy, còn sau đó thì đến buổi chiều tối thì mình nhận thêm được những cái thông tin là của người thân quen đây là cho biết là tìm lên được đến 70-80 người. 70-80 người. Thế thì là vẫn còn rất nhiều thi thể nữa, vẫn chưa tìm thấy. Vẫn còn rất là nhiều. Đấy, như mọi người quan sát đây, phía bên này thì các lực lượng cứu hộ là vâng. cũng vẫn đang tìm kiếm. Đây và đây như tất cả cái khu vực này ngày hôm qua thì nó là một cái dòng, nó là một cái dòng chảy nó linh láng hết. Vâng. Đấy. Còn đây là một cái con suối chính này. Đây là con suối chính của trước kia, từ trước kia là đây nó là con suối chính thôi. Nhưng mà ngày hôm qua thì nó vẫn tràn lan. Và mọi người còn có những người còn bảo là nhìn thấy những người nó còn trôi. Trôi theo dòng nước này. Ừ, vẫn nhìn thấy người trôi. Rồi là nói chung là thật sự ở đây anh em là... cứ đi vừa nói chuyện này. Đi. Thì, lúc em cũng có nghe nói bảo thậm chí là có những cái thi thể của những nạn nhân phải đứt đầu đứt chân tay ra anh. Đúng rồi em. Có người người nhà cũng là người nhà người người anh em trong gia đình đằng gia đình bên đằng nhà vợ anh ấy thì có những người tìm thấy chỉ tìm thấy thân xác đầu mất đầu mất rồi anh. Chân tay cũng mất nữa đúng không anh? Đấy rồi thì có những người thì bị vướng mắc vào cây nó bị chọc rồi là thủng hết người, thậm chí là bị đứt đôi người này. Đấy. Ôi dồi ôi khổ. Được nghe nó xót xa, nó đau thương quá anh. Đấy như đến đây thực sự là đây. Như tất cả ở dưới những cái bãi bùn đất này nó có thể là nó sẽ có thi thể ở dưới. Thi thể ở dưới. Bởi vì đây những cái chỗ này là anh em lực lượng là cũng chưa đào bới được đây này. Vâng. Ở đây chắc là nói chung là ở đây ở cuối nguồn nó sẽ cuốn các thi thể kể cả những cái nhà cửa gỗ kia mà cuốn trôi hết xuống dưới này đây. Đấy. Tất cả là nhà cửa tài sản là nó cuốn theo dòng. Bởi vì đây là một cái dòng chính thì nó sẽ chảy ra khu vực sông chảy của... sông chảy. Ừ, sông chảy thì đây theo cái tuyến đường chính này nó chảy ra ngoài sông chảy chính ngoài kia, quốc lộ chính. Đây. Đây mọi người xem. Ui, đây là toàn bộ những cái ngôi nhà nó bị cuốn trôi lỡ tu trôi ở đây thì có cả thực sự mọi người có cả để mọi người thấy ở ngoài này mùi nó rất là hôi luôn, mùi nó hôi tanh, nó hôi tanh vì có cả mình tìm thấy nhìn thấy có cả xác lợn chết này, động vật chết này, còn chưa tính là những thi thể chưa tìm thấy được. Đây quý vị khán giả thì hiện tại thì các chú bộ đội hiện tại cũng đang tìm thấy thêm những cái thi thể khác rồi. Đây toàn bộ những cái cảnh này thực sự mọi người mình xót xa quá khi mà nhìn thấy tận mắt, đọc báo rồi là xem qua thông tin những cái kênh thông tin đại chúng đã thấy quá đau lòng rồi.
Nhưng mà khi đến đây nữa thì cũng là thực sự là mình không biết phải nói như thế nào nữa mọi người ạ. Đây. Bây giờ là hơi nghẹn lòng luôn. Đây. Toàn bộ là mọi người đã tập trung cứu hộ cứu nạn hết đây. Dựa không đơn giản tí nào mọi người. Rất là đông các chú bộ đội, lực lượng chức năng cùng như bà con với tất cả mọi người ở gần như là phía bắc này đến để hỗ trợ cho bà con ở chỗ bản này. Đấy, ở đây gọi là cuối cái đoạn nước cuốn xuống, sẽ tập trung tìm nói chung là các cái thi thể cứu hộ cứu nạn ở khu vực này, sau đó thì mình sẽ đi lên tận trên bản để xem lại toàn bộ cái bản là nó bị xóa sổ như thế nào để quay cho quý vị khán giả biết được, cập nhật tình hình. Đấy, riêng ngày hôm nay thì mình sẽ quay xong cập nhật tình hình trong ngày luôn để quý vị khán giả có thể nắm rõ được có thể lên trên này là hỗ trợ cứu nạn như thế nào đấy. Thực sự là nhìn các chú bộ đội rất là vất vả luôn. Vất vả nhất là bên các chú bộ đội này và các anh bên lực lượng chức năng đấy, trực chiến đấy. Đây, đây mọi người, ở phía bên này là tìm thấy thi thể rồi. Đây. 6 người, 1 người chưa đây đâu. Đây. Đây là một cái thi thể của một nạn nhân vừa mới được tìm thấy đây. Bây giờ thì các anh bên bộ đội cũng như là bên lực lượng chức năng cũng tiếp tục là tiến hành tìm kiếm thêm những thi thể còn lại, xem là tìm được bao nhiêu người. Tí nữa mình cũng sẽ đi hỏi lại xem đến ngày hôm nay là không biết là tìm được bao nhiêu người rồi. Chỉ cứ chuyển cho tôi cái cây xung quanh trước đây, cho nó là vã rồi ra, còn lại không chuyển. Có chuông mại thì cho ra được đây ạ. Có người không? Dưới có người ạ? Có gì không? Không phải đấy, tải. Tập trung cho cái miếng tôn trên cho ra đi. Nhét được miếng tôn đây không? Quý vị khán giả, hiện tại thì ở chỗ khu vực bên này thì các anh bộ đội cũng đang tiếp tục là tìm kiếm những cái nạn nhân cuối cùng. Thì bây giờ thì mình cũng sẽ di chuyển sang phía bên này, là còn khu vực ở trên này nữa mọi người, là cũng đang có một đội khác là cũng đang tìm kiếm những cái nạn nhân ở trên khu vực này. Thì bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên để đến gần cái chỗ khu bản Lủ đấy, để xem là cái tình hình hiện tại của thôn như thế nào, xem là nó cũng bị xóa sổ như thế nào. Đấy, thực sự ở đây là một cái thảm họa chứ không phải là một cái thiên tai bão lũ nữa.
Bây giờ là ở trên này là vẫn còn đây, mọi bây người giờ... vẫn đang tìm kiếm tiếp anh. Ừ, bây giờ mình đi vào trong cái khu vực chính này này. Vâng. Cái khu vực sạt lở chính là nó ở phía bên trong này. Bên trong, vâng. Sự quét từ đấy mà nó quét lũ về đây nó khoảng bao nhiêu xa anh? Nó chắc là ước chừng nó phải hàng cây số đấy. Một cây số ạ, ui. Nó theo một cái luồng quét này nó về đến tận dưới này, nó rơi tầm khá là xa luôn, dài luôn. Nhìn cái kiểu này giống như ngày hậu tận thế anh nhỉ, nhìn nó tan hoang mà nó... Em có tưởng tượng được rằng là khi vào đây em có cái cảm nhận nó như là một cái bản làng nó bị lạnh ngắt hết luôn rồi. Nói chung vào đây em thấy đầy sởn hết cả da gà ra ốc lên anh nhỉ. Thấy đau xót quá. Anh cảm thấy anh nghẹn lòng mà không nói được nên lời. Có những khi mà ngày hôm qua mà anh đã cố gắng để anh bước được về đến đây. Đây ở đây lúa liếc còn hỏng hết này. Đấy. Đây nói về cái cây màu của bà con đây thì nó chỉ là một cái phần nhỏ. Phần nhỏ thôi. Quan đấy. Trọng nhất anh bà xem. Riêng cái vùng này là để mà vì thiệt hại về người ấy là thiệt hại nhất đấy rồi. Nhất cái đấy. Đợt bão vừa rồi rồi. Thiệt hại về người là đúng là một con số nó quá khủng khiếp luôn. Thế bảo đây là một thảm họa chứ không phải là một cái thiên tai nữa rồi. Ở đây thì có bà con đang bóc bột trâu làm gì không biết. Đây các con trâu này rất là... Đây mọi người, đây không biết bà con. Đây bà con mình đang làm gì đấy anh? Bột đang... Trâu bị què à? Bà con mà. Dạ vâng, đây mọi người. Đây là trâu bà con là đang... Thấy lại bị què một chân này đang giữ đây. Đang giữ để khênh về đấy. Đấy. Đây mọi người nhìn thấy đây, chân một cái chân phải ở bên kia là nó bị ấy rồi. Đấy. Bà con là tất cả mọi người đang tập trung là dồn sức hỗ trợ lẫn nhau. Ui, đi cẩn thận đi em ơi. Đây anh em mình đi thẳng lên trên đi để xem là từ đầu đến cuối là cái khu vực này nó bị như thế nào. Thực sự là nhìn ở đây thì khi anh em mình đi đây thì chưa quan sát được cái đường chính đâu. Vâng. Ở đây thì nó mới là cái nguồn gọi là hơi cuối cuối của cái đoạn này thôi. Vâng vâng. Đấy. Còn một cái luồng chính mà khi quả đồi nó ập xuống ấy, ở phía bên trên này thì mình quan sát nó không khác gì một cái sân vận động. Vâng. Mà nó rộng và nó dài. Mà lúc đấy là có nghĩa là cái khu vực bị sạt lở đấy là các hộ gia đình là sống ở hạ dọc hai cái sườn núi hả anh? Hai sườn của hai cái khe đấy. À. Thì người dân là ở đây thì chủ yếu là người chủ chính là của cái bản này là người đồng bào Tày. Người Tày đúng không? Người Tày. Cho nên là theo như cái tập quán của người Tày ấy, thì anh em họ Mạc là hay muốn ở gần nhau. À, đây là họ dòng họ Mạc anh? Không, có, họ Hoàng là nhiều. Họ Hoàng. Họ Hoàng là nhiều. Ở khu vực này chủ yếu là người họ Hoàng. Vâng. Đấy, nhưng mà ý là anh em là muốn là ở gần nhau ấy, cho nên là nhà cửa các thứ là làm san sát nhau. À. Đấy vậy cho nên khi mà cái quả đồi kia nó ập xuống một cái ấy, thì coi như thế cả dòng họ đi hết. Đấy, có những gia đình là không còn một ai. Vâng. Thì anh cũng thực sự là cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào. Vâng, mà đau xót quá anh ạ. Với lại là quý vị khán giả mình cũng nghe được anh Sơn anh bảo là vợ của anh là cũng người trong bản này luôn này anh. Ờ, cũng là người trong bản này và trong gia đình đằng vợ anh thì bị mất tích 13 người. Tích 13 người và cũng đến ngày hôm qua thì đến hết ngày hôm qua thì tìm thấy được 9 người rồi phải. 9 người ạ? À? Và có những bác thì bị mất đầu luôn. Ôi trời ơi. Thì còn tìm thấy mỗi thân không. Mỗi thân không ạ. Thì mình vẫn nhận diện ra được đấy ạ. Nhận diện ra được là bởi vì là còn nó vẫn còn những cái lắc bạc ấy là còn đeo ở tay. Đeo tay thì vẫn nhận diện ra được đó là người nhà mình nhé. Vâng. Đấy ở đây thì cũng có các bên lực lượng của bên công an bên cơ động ấy. Cơ động mọi người là tìm kiếm hết ở khu vực này mà phía trên kia còn rất là nhiều nữa, cũng cả có cả bên bộ đội nữa dàn trải ra tìm khắp những cái khu vực như thế này để xem là vì nó rộng quá anh ạ. Cái đúng dòng rồi. Nước là anh bảo cuốn chơi, thậm chí có đấy. Khi ngay chỗ này còn tìm thấy, đừng có nói là ấy. Từ đúng ngoài không? Kia mà đổ vào trong này, kia nó còn ở tận trong một cái thung lũng trong này nữa này. Vâng. Đây là nó. Đúng rồi.
Đây mình cứ lên lên thẳng trên này một chút nhỉ. Để xem nào. Kìa, có cái bánh xe máy kìa. Nhìn thấy xe không? Máy kìa. Đấy, còn hở mỗi tí bánh, cái bánh kìa. Đấy, còn trong này còn nhiều máy móc rồi là nhiều thứ lắm. Vâng. Bị vùi lấp. Mình cứ đi thẳng vào trong này. Đây mọi người, đây toàn bộ bên các anh bên cơ động là đang cơ động tìm kiếm này. Dọc cái chỗ khu vực này là phải nói bây giờ tuy rằng rất là đông lực lượng chức năng nhưng mà mình vẫn thấy cảm thấy thiếu người, về khu vực này nó quá là rộng đi mọi người. Đây. Mọi người xem. Quá là vất vả luôn, không biết là cái công cuộc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn này đến bao giờ mới xong. Sao đến ngày hôm nay thì lại có thêm các bên đồng chí chiến sĩ của bên đến đầu gối động để cùng hỗ trợ vào với các đồng chí bộ đội để tìm kiếm cứu nạn ở trong này. Đến bây giờ thì cũng rất là may mắn khi mà trời thì đã tạnh mưa rồi, khả năng là nó sẽ nắng ráo về công cuộc tìm kiếm nó sẽ dễ dàng hơn. Ở tít phía bên này mình còn thấy là có cả những cái xác động vật, trâu bò, lợn gà. Các anh đã bên cơ động là cũng là tìm dọc xuống cái dòng suối này rồi, bây giờ đang di chuyển men theo cái dòng suối này xem mà còn tìm thấy gì không. Thì mình nghĩ thì khả năng là tìm ở dưới cái đầu dưới vừa nãy các anh bộ đội là nhiều thi thể nhất ấy, vì là nó sẽ bị cuốn trôi xuống dưới cái dòng cuối như thế. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục là đi di chuyển lên phía trên để xem là tình hình khu vực trên này như thế nào. Ô các bác là người dân ở đây luôn ạ? Không phải đâu, có người nhà mất ở trong này. À, người nhà mất ạ? Người nhà mất ở trong này. Thế bác là ở đâu về đấy ạ? Ở ngoài đường quốc lộ đó. À vâng. Thế người nhà mất mình đã biết là đã tìm thấy được thi thể chưa ạ? Chưa. Cũng chưa thấy gì luôn ạ? Thế không biết là người thân của mình là con hay cháu hay gì đấy ạ? Người đứa em thôi. À, em của bác ạ. Vâng. Gì? Cô thế là gia đình mình là bị mất bao nhiêu người trong cái vụ sạt lở vừa rồi ạ? Hết cả nhà luôn. Hết cả nhà là bao nhiêu người ở bác? Nếu ấy là cả cháu hai vợ chồng đi là không tính nó đi với chồng rồi. Bảy chồng rồi thì bây giờ không biết là 9 người. Không biết nhà nó có 9 người ạ? Nếu đi không cái lý là không tính. À, cái lý là không tính. Nếu là đi là hết con 9 rồi. Là 9 người ạ? Ôi cả chồng nó là 10. Vâng, ôi dồi ôi, sao mà nghe mà quặn hết cả lòng lại mọi người. Thế hiện tại gia đình mình chưa tìm thấy được một thi thể nào ạ? Nhà cô ấy là thấy một chú với một bà. Dạ. Đã thấy rồi. Là thấy một chú với một bà rồi ạ? Một chú với một bà của nhà cô ruột nhà này ấy. Là dạ. Thấy được hai người trong cái gia đình đấy. Dạ. Em nó bảo thấy hai người nhưng mà chưa chôn được thế. Vâng. Em nó đi làm thuê ở ngoài đường quốc lộ 7. Thế bây giờ nếu mà tìm thấy được có hai người thì bây giờ vẫn còn 7 người nữa ạ. Ôi dồi ôi. Đây khu vực ở trong này hình như tập trung hết ở khu vực trong này đúng không ạ? Thôi cháu xin chia buồn với các bác nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, cháu xin chia buồn với bác. Vâng. Gia đình mình cố gắng lên bác nhé. Vâng. Ôi dồi ôi. Thực sự nghe mà đau xót quá mọi người ở đây. Chính ở khu vực này đây, các anh đây bên này cũng đang tập trung để tìm hộ cứu nạn đây mọi người. Đây gần như là tất cả các cái gia đình của bên nạn nhân xung quanh hết ở đây đang chờ để tìm người thân của mình đây. Còn tất cả các cái gọi là thi thể đã tìm được thì sẽ tập trung ở Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh này. Mình thấy ở đây có rất là nhiều các cái quan tài đang được xếp sẵn. Đây mọi người đây. Đây mình cùng nhau xuống đây để xem là các anh công an có tìm được thi thêm thi thể nào không. Đấy.
rồi chúng ta sẽ đi sâu vào trong để tìm hiểu thêm một vài thông tin nữa. Toàn bộ bên này sửa tan hoang hết rồi. Ui, một bãi rất là rộng luôn đây mọi người ạ. Đây, nó sạt lở, nó cuốn trôi theo, kinh khủng khiếp luôn. Thực sự bây giờ cái bản này không biết là sau cái vụ việc này còn ai sẽ sinh sống ở đây nữa không, vì gần như là cả bản đã bị xóa sổ rồi. 95% đấy, người hiện tại bây giờ chỉ còn một vài người thân của gia đình ấy, những người mà gọi là còn sống mới gọi là khổ mọi người. Đây vẫn đang tiếp tục là tìm kiếm đây. Đấy, bây giờ là khu vực là tập trung hết các thi thể nạn nhân là ở đây hết đúng không anh? Ừ, đây là cái nhà văn hóa của thôn. Vâng. Cái nhà văn hóa của thôn Nàng Lủ này. Vâng. Thì tất cả là những thi thể được tìm thấy thì sẽ tập trung về đây. Hết đây. Và như em thấy trên vâng. kia là rất là nhiều những cô áo quan vâng. được nhà nước hỗ trợ để vâng. cho các cái nạn nhân mà được tìm thấy ấy. Vâng. Thì sẽ tập trung hết ở trên này và sẽ mọi người nhà các thứ còn ai ấy, vâng. trong họ mà các mà còn đến để nhận diện ra, sau đó là vâng. là cho vào áo quan. Vâng. Đây thì không biết, chắc là một số thi thể tìm thấy trước là cũng đã mang đi chôn cũng hết rồi. Đúng rồi. Ngày hôm qua thì tìm thấy rất nhiều ấy. Vâng. Thì khi mà tìm thấy xong thì những thi thể đó gần như là cũng đã bị trương, bị thối rồi. Vâng. Thế nên là người ta sẽ làm qua qua xong người ta phải đi chôn ngay. Vâng. À, đây mọi người, đây là tập trung là đã những cái cỗ quan tài cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thì chắc cũng phải chuẩn bị là hơn 100 cỗ quan tài. Nhiều lắm. Ngày hôm qua là hôm qua chuyển về rất là nhiều luôn. Vâng. Và hôm qua thì tất cả cái khu vực bên dưới này người ta còn căng bạt để xếp quan tài thi thể. Vâng. Nói chung là để rửa giấy qua cho những cái thi thể mà đã tìm kiếm được, sau đó là cho bà quan để cho người nhà đến nhận đấy. Đến nhận và kiểu của gia đình nhà nào mà còn anh em ấy thì họ đến họ nhận và họ khênh đem về. Đấy, còn là bên tất cả các bộ đội chức năng người ta trợ giúp, người ta tìm thi thể và người ta sẽ trách nhiệm, người ta đã đưa về đây, sau đó là người ta cho vào áo quan các thứ thôi. Bây giờ mình xem là tất cả hình như là người nhà nạn nhân đang tập trung hết ở trong này đúng không? Không, gần như là không tập trung ở đây nhiều nữa đâu. Vì người nhà thực ra cũng không còn nhiều. Vâng. Bây giờ gần như là bị chết hết. Thực sự ra nhìn những cái cảnh này thì mình cũng không thể nói được cái gì nữa mọi người. Tự nhiên là người nó cứ lặng hết cả đi thôi. Toàn bộ thì ai cũng mong muốn là tìm được hết tất cả các thi thể nạn nhân, còn người nhà đúng thật vừa nãy mình đi cũng hỏi một chút là cũng không còn ai nữa rồi, chỉ còn gọi là người thân đấy, từ nơi khác đến như vừa nãy mọi người cũng thấy đấy, có những cái nhà nói chung là mất tích hẳn 9 người mới tìm thấy được 2 người thôi. Đây, khu vực này mọi người biết này, toàn bộ tất cả mọi thứ là không còn một cái gì cả. Ôi, em chào anh nhé. Vâng, anh ơi, không biết là bên nhà mình là có người nhà mà bị em thì trôi không ở anh? Bên ở làng khác thôi, nhưng mà bên ngoại mẹ em là bên này. Vâng. Thế là anh đến đây là cũng giúp mọi người là cứu vâng, hộ cứu nạn. Anh em giúp mọi người. Vâng. Vâng. Anh cho em hỏi trước, không em thấy là nhà nào cũng có một cái làm như này để làm gì đấy anh nhỉ? Em cũng không rõ, nhưng mà thấy họ và à
Nói chung liên quan là vấn đề tâm linh đúng không anh? Đúng rồi, tâm linh. Đấy, thì phong tục của người Tày thì nhà ví dụ có người đi qua này người ta đốt à, vâng. Lá cây à, có người đi qua lá đốt. Cây lá cây linh tinh ấy. Lá bưởi đã biết cơ mà à vâng. Vâng em cảm ơn anh nhé. Đây mọi người, quý vị khán giả ở bên này thì mình cũng thấy gần như là căn nhà nào cũng sẽ là một cái như thế này mọi người. Đây. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển phía lên trên. Đâu các anh có cần hỗ trợ gì không? Bọn em khiêng cùng cho nó đỡ ấy. Dạ. Không thấy ấy có người anh em hộ nhau một tí. Đây, thì có đây mấy anh em đây cùng nhau. Được rồi. Đấy, mỗi người bấu một tay. Đấy bên này, thay nhau em bên này. Anh em thay nhau mỗi người một đoạn. Thay, tăng lên đi. Cái này là mang đi để đi sục đất hả anh? Vâng. À. Đây lên cái bãi hố sâu sâu trên này đấy đúng không? Hôm nay các anh có biết là tìm được bao nhiêu thi thể rồi không anh? Chưa. À. Tìm được khá nhiều. Vâng. Ôi, chung là đang thương. Nhưng các anh đến đây cứu nạn cứu hộ là được mấy ngày rồi ạ? Hai ngày nay. À, vâng. Chắc mấy ngày vừa rồi là nó tắc đường không thể vào được đúng không anh? À thì ạ. Vâng. Mang cái máy to đấy nhé. Em giữ đi. Người giữ được không anh? Được. Đây đây. Đây thế thì mình đặt khiêng ngang. Anh phi lên đây đã anh ơi. Đây. Úi. Đấy. Đây. Ở khu vực này thì cũng đang tập trung rất là nhiều người. Phía trên này mình còn đang thấy còn một số thi thể đang nằm ở trên này nữa. Thế này, sự luôn. Đây, một thi thể vừa được tìm ở đây. Nhìn những cái cảnh này đau lòng quá. Đây, một cỗ quan tài bên này. Tít ở bên trong kia. Mình thấy là mọi người đang chuẩn bị là thêm một cỗ quan tài nữa này. Ui dồi mọi người, thi thể kia là không nhận diện ra được nữa. Lúc tử ơi. Khu vực bên này anh em đang mọi người đang chuẩn bị thêm một cỗ quan tài. Đây là tổng là có hai thi thể đây ở dưới chỗ cái bạt này đợi mọi người. Đây này. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị hạ huyệt thêm một nạn nhân nữa này. Đấy, sẽ mang đi không biết là mang đi đâu thì... Bây giờ thì mình sẽ
tiếp tục đi lên trên này để là xem khu vực trên này như nào. Chắc trên này cũng nhìn thấy hết toàn bộ chỗ ấy chứ anh nhỉ? Cái khu vực ở trên này thì lên đây chúng ta sẽ có một cái góc nhìn toàn cảnh về cái quả đồi mà nó sạt xuống đấy. Nó rõ nhất là vào cái khu vực trên này. Đấy như vừa rồi đấy, như mọi người thấy thì là của anh em làng bản là người ta sẽ giúp những cái gia đình người mất để đem đi để chôn cất luôn đấy. Đấy như bây giờ nó cũng đây, thật sự trong những lúc này nó hoảng loạn hết. Ai mà cũng không còn tâm trí để mà nói ấy nữa. Đây khu vực ở trong này cũng có một đoạn đội đang các chú bộ đội đang giúp bà con đào huyệt hay sao ấy. Ở đây thường thường thì người tài thì người ta sẽ đem lên trên đồi để người ta chôn cất luôn. À không, đây là cũng có một đội bên các chú bộ đội cứu hộ. Cứu hộ theo từng đoạn một đúng không? Đúng không? Đấy bây giờ đây mình di chuyển sang phía bên này đi. Sang phía bên này à? Sang phía bên này thì mình sẽ nhìn thấy toàn cảnh luôn đúng không? Thì anh em mình ra bên chỗ xem toàn cảnh nó như thế nào. Đây đi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng sang cái khu vực bên này. Cũng nói chung là phải nói là nó là một thảm họa, nhưng may mắn là khu vực bên này không bị làm sao đấy. Okay, bởi vì là khi mà sang cái quả đồi nó ập xuống ấy, thì nó lại vướng vào một cái quả đồi này. Chứ còn đúng ra cái vị trí mà anh em mình đang đi đây này, thì nó là thẳng vào cái luồng đấy luôn. Thế nhưng vì là nó bị ngăn cản vào một quả đồi này. Một cái, nói chung là một cái vách đồi thôi. Vách... Đúng rồi. Thế cho nên là nước nó lại bị tạt đi sang bên thì, thì chính vì tạt đi sang bên thì lại cái phía bên đấy lại nhiều nhà dân hơn. Đấy chứ còn vào đến trong này thì quanh vực khu đây thì nó cũng chỉ có một vài nhà thôi, nó không có nhiều lắm. Nhưng mà ở cái phía bên đấy thì người ta không thể chạy được em ạ. Vâng, lúc để anh ta... mà xem lúc đấy là hình như là bảo trong vòng có mấy phút đúng không trong anh? Trong vòng có mấy phút đồng hồ thôi, chỉ rơi vào đâu đó 5-6 phút đồng hồ đó. 5-6 phút đồng hồ là lúc đấy là coi như người phía bên này bất lực không làm được gì anh? Không thể làm được gì chứ. Với lại là nó vào rạng sáng. Vâng, nó khoảng mấy giờ sáng rồi anh? Nó vào lúc đấy là nó rơi vào khoảng tầm 5-6 giờ sáng. 5-6 giờ sáng, ôi dồi. Thực sự lúc đấy là bà con có khi nhiều người còn chưa tỉnh ngủ ấy chứ. Đúng rồi, bởi vì em hiểu là cái tâm lý là khi mưa gió thì người ta cũng chẳng muốn ra khỏi nhà làm gì. Vâng, mà quan trọng mọi người là cái lúc đấy thậm chí còn có những người thực sự là chết mà không biết lý do tại sao mà chết ấy chứ. Không biết lý do tại sao luôn, đúng là như thế thật. Vì nó quá bất ngờ. Vì nó ập đến nó quá nhanh. Vâng. Anh mà em... lúc đấy là không, căn bản là bà con là lúc đấy là mưa nó bớt chợt mà nó cũng không có hiện tượng gì đúng không anh? Nó không có hiện tượng gì, chỉ có một tiếng nổ vào cái và cứ thế là một quả đồi nó đất đá sang phẳng luôn. Nó bắn lên như là kiểu như một cơn sóng. Vâng. Xong rồi nó dội xuống. Vâng. Ù một cái là sang phẳng hết luôn. Đi hết. Trong vòng chỉ có mấy phút đồng hồ. Vâng. Còn lại những người mà còn sống sót á, thì là một số người là dậy sớm là đi, đi ra ngoài. Vâng. Đi ra ngoài thì có thể là tránh được. Vâng. Đấy với lại là có thể là một số những cái người trong gia đình những người mất á, thì là đi làm xa. Thì đấy là những cái số còn lại để sống sót trong gia đình những người mất ở đây. Vâng. Ôi đây là toàn bộ cảnh đây anh. Đây. Bây giờ ra đây thì mình mới nhìn được cái toàn cảnh ở bên này. Bỏ dép đi em ạ, đi trên đất là an toàn hơn đấy. Em đi thoải mái. Khu vực này là, ui, toàn bộ là nhà là ở bên này hay bên này anh? Đây, theo cái thung lũng này hết này. Vâng. Theo cái sườn cái thung lũng này hết. Vâng. Ui là hai bên, dọc hai bên này anh? Đây là nhiều nhất nhá. Vâng. Nhiều nhà nhất là ở cái vị trí, đây cái vị trí đây, vị mà... trí chỗ mấy ngôi nhà kìa đúng không ạ? Không, đấy cái vị trí dọc. Trong cái khoảng này, trong cái khoảng mà đá nó đang trơ đây này. Đấy là cái khu vực là nhiều nhà nhất. Đấy cho xuống đến đây. Đây và cái dòng là nó ập thẳng về đây. Thì đây cái vũng ở bên dưới này. À đây, còn cái một vũng này không biết là đã tìm kiếm thi thể ở đây chưa nhỉ? Ở dưới chào này, các anh nhé. Thế này là đã lực lượng anh em vẫn đang tìm kiếm dưới này anh em. Tìm kiếm là hết ở dưới này rồi anh em. Đây. Cái vị trí cái bãi nước ở dưới này á, nó sâu đến như hôm trước á, là mấy chú nhà ngay trên này, chú này trước nước chỗ này có thể sâu đến 4-5 mét nước. Ui dồi. Đấy cho nên là nó đúng theo cái luồng của cái
quả đồi kia nó sập. Trước nó là quả đồi nhưng bây giờ nó mất rồi. Vâng. Đấy, nó sập xuống nó mất rồi. Thì anh đây xem là cái dòng nó chảy thẳng kia to lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Kìa kìa, mãi từ trên kìa, em nhìn thấy chưa? Mãi từ trên mà nó trắng đất ra kìa kìa. Nó dồn xuống. Nó dồn xuống mà đây cái chỗ này, cái khu vực ở chỗ dưới này này. Thì đúng là một cái khu vực luồng nó quấn vào. Thì ông chú người nhà ở trên đây, ông chú bảo là nó vào luồng đây thì cái khả năng cái người bị cuốn vào đây cũng rất là nhiều. Rất em nhiều khả năng là vẫn có đây anh ạ. Vẫn còn ở đây đấy, không phải đơn trực tiếp thì đâu. Cái lúc hôm qua lúc anh đến ấy. Vâng. Lúc anh đến đây thì lúc đấy thì vẫn vớt được một người. À. Vẫn vớt được một người trong lúc đấy. Ui rồi, ở đây bắt đầu mọi người khi mà cần tiến đến đây là bắt cái mùi hôi nó sộc lên từ xác trâu bò động vật kìa. Nó đấy. Nổi lành phành kìa. Thậm chí còn có thể là có những xác người. Xác người đang nằm ở dưới nữa cơ. Đấy. Vì đây nó đúng cái luồng mà. Đúng đấy, tất cả mọi người đang tìm khu vực ở trên này cũng có rất là nhiều đông các lực lượng chức năng cũng đang tìm kiếm này. Đặc biệt ở những cái khu vực, cái hủm mà như anh Sơn bảo dưới này cũng có một đội, các anh bên bộ đội là cũng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân ở khu vực này. Nó rất là sâu đúng không anh? Cái bãi ngoài là sâu lắm. Vâng, sâu. Bãi ngoài bên ngoài cái là bãi đấy là sâu. Đấy, bây giờ phải chờ nước rút hết đi cơ. Thì may ra là bắt đầu có thể cái công cuộc tìm kiếm nó dễ dàng hơn một chút. Nó rất khó ở cái chỗ này như này nhá. Bây giờ mặc dù kể cả là có những xác đã bị vùi lấp ở bên dưới. Được. Nó mặc dù nó có nước nhưng mà xác không thể lội được. Đúng rồi. Bởi vì nó còn đè nén những cái cây cối hoặc là nó đè lên đúng không? Là đất đá nó đè lên nữa. Thì đấy, hôm qua nên lúc mà tìm các cái thi thể mà bị mất các bộ phận thì có những người còn chưa tìm thấy những bộ phận thi thể còn lại đúng không anh? Ừ. Đúng rồi. Bởi vì em bảo là ví dụ như là những cái phần đầu ấy. Những phần đầu thì ngay ngày hôm sau khi mà mọi thứ ở đây đã bị san phẳng rồi. Có nghĩa là trong cùng ngày hôm đấy nhé, bởi vì nó vào buổi sáng. Trong cùng ngày hôm đấy thì ở phía đầu bên ngoài kia một số những cái người dân mà người ta giáp với cả cái con sông. Có nghĩa là vẫn theo cái dòng suối này chảy ra, người ta còn nhìn thấy rất là nhiều những cái đầu người trôi theo dòng suối ra ngoài sông. Đấy thì thậm chí có thể là đến bây giờ thì nó cuốn theo dòng sông trôi đi rồi. Bây đấy. Giờ còn thì chủ yếu là cái đoạn đầu mà lúc anh em vào ấy, cái đoạn đấy có khi là cái đoạn điểm cuối đấy anh nhỉ? Ừ, đoạn đấy là nó bởi vì nó mắc lại một con đường bê tông mà. Vâng. Mắc lại một con đường bê tông cho nên là nó có thể là điểm cuối nó bị động lại. Thì là không biết là cũng mong là sẽ tìm được hết tất cả các thi thể nạn nhân. Vì em chỉ sợ là vùi lấp dưới đất đá này không thể tìm nổi cơ. Đấy em bảo ở đây biết bao nhiêu khối đất đá. Nó đổ hết về và hẳn một quả núi nó sập xuống mà quý vị khán giả. Đây là đây nhá, quanh khu vực đây nó là ngôi làng hết này. Toàn bộ quanh khu vực bãi đất trắng bây giờ nó là ngôi làng. Nó chạy dài ra đến trước cửa chỗ nhà văn hóa mà vừa tập mình vừa đi chỗ qua. Chỗ nhiều quan tài ấy. Vâng. Đấy là toàn bộ là một ngôi làng 37 hộ dân. Là ở khu vực này. Đấy như bây giờ như mọi người bây giờ là chỉ còn mấy cái nhà kia là chắc là người vẫn còn sống sót đúng không anh? Ừ, đấy, đấy. Bên đấy thì họ bị sát sườn đó. Nó không đúng luồng, vâng. Nó không đúng luồng cho nên là không sẽ không bị ảnh hưởng. Dạ, khi mà đứng đây nhìn những cái cảnh này thì phải nói là mình không nói lên được từ nào nữa cả. Tất cả mọi người đấy, ai nhìn cũng nói chung là phờ phạc hết rồi. Mấy ngày hôm nay đều đi tìm hộ cứu nạn ấy, thì mình đây ra hỏi. Vâng. Em chào anh. Vâng, anh cho em hỏi tí là anh có người thân nào trong gia đình mình bị lũ cuốn trôi không anh? Không. Anh là bên đấy ạ, ra cụ hỗ trợ cho bà con để cứu hỗ trợ cứu nạn này. Yeah. Anh ở đây là được bao nhiêu ngày rồi ạ? Em đây được 3 ngày. 3 ngày rồi. Thế trong 3 ngày thì anh mình tìm được bao nhiêu thi thể này? Nói chung là nhiều lắm, không kể được hết rồi. Dạ vâng. Không nhớ được. Không biết là cơn bão này khủng khiếp quá. Anh là người địa phương đây luôn ạ? Vâng, đúng không? Dạ vâng. Thế cái lúc mà nó bị lũ quét ấy thì nó xảy ra trong bao nhiêu lâu ạ? Thì nó là khoảng tầm khoảng gần 1 tiếng rồi. Gần 1 tiếng là bắt đầu đánh bay, nói chung là xóa sổ toàn bộ ngôi làng này luôn. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Đây mọi người, thì mình cũng rất là muốn xuống dưới này để hỏi xem bà con về cái tình hình thực tại tế ở cái khu vực này nó như thế nào. Ở dưới này mình thấy có một bác đang ngồi thất thần luôn đấy. Là không biết là bác có người thân ở trong gia đình không. Thì mình sẽ xuống đây mình hỏi một chút. Ôi giời. Vâng, ôi cháu chào bác ạ. Bác ơi, bác nhà mình có người thân ở bị lũ cuốn không bác? Có, bác có chị gái với lại mà đứa cháu, mà thằng cháu, nhưng mà bây giờ chưa thấy xác ai đâu. Ủa, thế là nhà mình là bị 3 người ạ?
nhà mình bị hai người. Hai người. Có nhà chị gái thôi, còn nhà cô thì ở Phúc Khánh, ở, dạ. ở gần Ủy ban ấy cơ. Dạ vâng ạ. Ừ, nhưng mà đây là chị gái với lại đứa cháu ở với thằng cháu, nhưng mà cả thằng cháu cả chị gái không thấy đâu, cả bây hai giờ bà vẫn cháu chưa thấy đâu ạ. Ừ, chưa thấy đâu, cả hai bà cháu không thấy đâu. Nhà ngay chỗ cây, chỗ gần con trâu này ạ? Thế trong, thế bây giờ là những người thân còn lại trong gia đình là còn ai nữa không ạ? Còn bốn thằng thì đi làm thuê. Vâng. Phân nhau đi làm thuê, không ở nhà, mỗi bà với cháu ở nhà, với lại con gái, với lại hai đứa cháu ở nhà, ba đứa cháu ở nhà thì một thằng ốm thì con gái đưa đi lên viện, dạ. Còn hai bố con thì thằng con trai với lại đứa cháu gái thì không biết là sao nó như thế nào mà cô cũng chưa gặp đâu, tìm dạ. từ hôm kia đến giờ mà chưa gặp các cháu đâu. Hoặc là kể cả chạy là cứu được là bây giờ ở trên viện đấy. Dạ. Bây giờ còn ba thằng đi làm thuê thì về nhà tìm mẹ rồi, nhưng mà đang tìm mẹ rồi. Đang tìm mẹ cũng chưa thấy mẹ đâu. Dạ. Thế là nhà ngay đoạn này bây giờ mình không biết nó bây giờ thi thể không biết trôi đi đâu nữa bác. Không biết trôi đi đâu nữa, tìm không thấy. Thế là bác đã tìm ở đây là mấy ngày rồi ạ? Thì từ hôm sáng được bạn. Ừ, sáng hôm kia đúng không ạ? Kia. Đến hôm nay là ngày thứ ba rồi ạ. Ngày thứ ba rồi. Ở chỗ khu vực, ở chỗ xung quanh, chỗ đằng bên này là có khoảng bao nhiêu ngôi nhà ở đây hả bác? Tất cả là không biết, họ bảo là bác cũng không ở tại đây nhưng mà thấy bảo là 37 ngôi nhà. 37 ngôi nhà, nhưng mà cũng xung quanh ở đây cả thôi mà. Dạ vâng. Chủ yếu là ở khu này thôi. Dạ. Thế ngoài gọi là hai người mất tích của bên nhà bác thì bác còn anh em bạn bè mình có xung quanh có nhiều không bác? Cũng có đấy, anh em cũng có mà. Vâng. Cả con của em cậu cũng, con cũng mất mà em mợ cũng mất, con cháu mất nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà anh em ruột nhất là chị gái. Dạ. Khổ thân quá mọi người, thực sự nghe đây là vừa nãy mình cứ nhìn thấy bác ngồi đây từ nãy không di chuyển một chút nào cả. Mình chỉ mong là tìm được thi thể đây để về để tổ chức lễ tang thôi mà. Vâng. Vâng. Cho các cháu sau này nó có cái mộ của mẹ ở đấy. Dạ. Thì nói chung là đến gia đình mình còn đến hàng còn thắp hương rồi. Vâng. Đúng rồi. Thế bây giờ là thế là người mẹ thì là bao nhiêu tuổi hả bác? Cô bây giờ cô cũng không cũng không nhớ nữa. Thì cái cháu bé kia khoảng bao nhiêu tuổi hả? Cháu bé 4 tuổi. 4 tuổi ạ? Ôi giời ơi. Là con gái ạ? Con trai. Con trai. Còn chị gái cũng 70 rồi. 70 tuổi, vâng. Là hai bà cháu. 70 tuổi rồi. Chắc lúc đấy là khoảng tầm 5-6 giờ sáng mọi người đang ngủ hết. Chắc hai bà cháu vẫn còn ngủ thôi. Vâng. Đấy mọi người, thực sự là lúc đang ngủ thậm chí không biết tại làm sao mình lại bị xảy ra như thế nữa cơ. Không biết cái gì nữa. Vâng. Rất nhiều người không biết đấy. Ở ngoài nhà cô cũng bị sập nhiều lắm ở rồi ấy không? Dạ vâng. À, đất sạt lở xuống ạ. Ừ, đất sạt lở nhiều lắm, cô cũng phải đi ngủ nhờ anh em thôi. Dạ vâng. Không dám ở nhà đâu, họ bảo phải tránh. Dạ vâng, thôi có gì cháu cũng xin chia buồn với gia đình bác nhé. Vâng, vâng. Gia đình cũng cố gắng bác ạ. Bây giờ thì cũng không biết phải làm nữa cả, mình cũng cố gắng mà sống tiếp thôi bác ạ. Vâng. Biết là vẫn rất là đau buồn rồi nhưng mà thôi chúng ta cô cũng khóc tại dạ. Nhưng mà cũng không biết làm thế nào. Dạ. Vâng. Thực sự mà cháu không phải là người thân thích gì trong cái ngôi làng này nhưng mà quý vị khán giả nó quặn lòng lắm luôn ấy, nó cảm giác nó rất là xót xa luôn. Ai cũng thế thôi. Vâng. Tình cảm con người sống với nhau ai cũng thương cả lên mà. Dạ. Như hôm qua ấy, cô thấy các chú bộ đội đi, các cháu đi ngủ ở ngoài ấy, cô cũng thấy thương lắm. Dạ. Đấy, thế nên chính vì vậy là sau khi mà nghe được thông tin là Nắng Cao Nguyên là tức tốc là phi xe đến tận huyện Bảo Yên luôn. Cháu là ở bên Hà Giang ạ. À, vâng. Ở bên Hà Giang. Cháu định đi đêm cơ nhưng mà cháu thấy là đi đêm hay sạt lở nên là bắt buộc sáng hôm sau cháu mới đi, nhưng mà đi là cháu bị tắc đường, là không phải bị tắc đường mà bị
hai đoạn là một đoạn là bị sạt lở, không đi được, còn một đoạn là bị cuốn trôi cả cái cầu bác ạ. Thế cháu về lâu chưa? Dạ, cháu vừa đến đây là lúc khoảng tầm 2 giờ sáng ấy. Thế không biết con trai của cháu có về cùng các cháu không, bảo là về theo cái về theo cô cũng không ấy đâu, thấy thằng con út bảo thôi, bảo thế ạ, à, không bảo là Nguyên về kiểu gì, bảo là anh ấy bảo về theo xe cứu trợ. Xe cứu trợ à? Thế thì là không phải chắc là đi cùng đoàn nào rồi ạ? Nó đi làm lái xe ở Bắc, ở Quảng Ninh hay là Bắc Ninh mà ở ngoài đảo cái gì nhỉ, vùng Lục Vừng hay là dạ, cái gì ấy cô cũng chả nhớ đâu, làm ở đấy, thế là cô cũng không liên lạc được. Dạ. Mấy ngày bây cô giờ không liên lạc được với người thân trong gia đình hết ạ? Không liên lạc được. Không, sáng hôm nay nó mới về thì nó bảo là về theo đoàn về cứu trợ. Dạ, thế là nó mới về được. Thôi một lần nữa cháu cũng xin chia buồn với gia đình bác nhé. Vâng. Cháu bây giờ cháu cũng xin phép là cũng đi xuống dưới này để hỏi han, cũng hỏi thăm một vài gia đình cũng có người nhà mà bị cuốn trôi trong cái đợt lũ vừa rồi. Thôi có gì bác cố gắng bác nhé. Cũng cảm ơn các cháu thì cũng về động viên nhau thôi, cũng không biết làm thế nào đâu. Thì cũng chia sẻ thôi, còn bây giờ cũng như nhà cô cũng thế thôi, cô mất. Chỉ, nhưng mà cô cũng không biết làm thế nào đâu, cũng chỉ khóc cạn nước mắt thôi. Vâng ạ, thì cố gắng lên bác ạ. Thì cháu cũng đến đây thì cháu cũng xem tình hình thực tế để xem là bà con mình cần những cái gì, cháu cũng sẽ kêu gọi thêm một chút để giúp đỡ cho bà con ở nơi đây. Vâng, thôi cháu xin phép bác. Vâng, cháu chào bác ạ. Ừ, thì cảm ơn các cháu. Vâng, thôi cố lên bác nhé. Rồi bác cũng phải ăn uống mà bác nhé, đừng bỏ bữa bác nhé. Vâng. Thôi cháu xin phép ạ. Các cháu đi cô gạ cũng may mắn nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Khiêng những cái thi thể tiếp theo để mang đi chôn đây. Đấy, toàn bộ bà con là cũng mang theo cuốc xẻng để đi đào huyệt đây. Đấy. Để mà chứng kiến những cái cảnh này thì nó quá là đau thương. Thực sự khi mọi người đến đây, mọi người đứng ở đây thì mọi người mới biết được là nó như thế nào mọi người. Cảm nhận được từng cái nỗi đau xé ruột của bà con luôn. Đấy. Không biết phải làm thế nào nữa. Bây giờ đến chính bản thân mình khi mà đứng đây mình cũng không biết phải làm thế nào cả. Thì tất cả những thứ mà bà con đang cần, ví dụ như tìm kiếm thi thể các nạn nhân thì có các anh bộ đội, công an, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương toàn bộ là đang vào cuộc hết rồi. Đấy, rồi là những đoàn từ thiện thì hiện tại tuyệt đối là không được vào mọi người. Quý vị khán giả, khu vực ở dưới này thì lực lượng chức năng cũng như là bà con đã tìm thấy tiếp những cái thi thể tiếp theo mọi người. Bây giờ mọi người cũng đang chuẩn bị là đưa những thi thể của nạn nhân xấu số vào quan tài để mang đi hạ huyệt thôi. Đấy. Cứ tìm được thi thể nào thì sẽ làm luôn thi thể đấy. Thì bây giờ còn rất là nhiều những cái thi thể mà chưa thể tìm thấy được. Đấy. Nói chung là nhìn nó quá là đau thương luôn mọi người. Không biết phải làm thế nào cả. Đấy. Khu vực ở bên này cũng có thêm một thi thể nữa cũng vừa mới đưa vào quan tài. Đấy. Đây là một cháu bé mọi người. Đấy. Đây là một cháu bé, không biết bao nhiêu tuổi đây. Đây, nói chung là rất là đau thương. Một cháu bé cũng vừa mới được tìm thấy. Cháu bé à? Dạ, vâng ạ. Anh ơi, anh bác cái bác giúp cháu ấy đi. Dạ, vâng. Đấy, thực sự mọi người đây mỗi người một việc anh ạ. Đấy, từ dưới là tìm cứu hộ cứu nạn này, lên trên này thì lại có người tổ chức hậu sự này. Đấy, ở phía trên là cũng có người nói chung là tìm nốt những cái phần ở trên đấy. Còn nhiều lắm anh ạ, không đơn giản đâu, thực sự luôn đấy. Nhìn quá là khủng khiếp luôn. Cái này thì em bảo đây là một cái thảm họa chứ không phải là một cái thiên tai bình thường nữa. Đấy. Quá nặng nề là cái này những người còn sống nó đem cái đau thương nó đến tận cuối đời luôn đấy.
nó sẽ ám ảnh mãi. Ám ảnh mãi mà. Đến em, đến khi mà đi đến đây mình đã bị ám ảnh rồi. Không phải ám ảnh vì sợ anh ạ. Ám ảnh vì nó quá là đau thương. Đấy. Ừ. Vẫn tiếp tục là vẫn còn đang tìm thấy rất nhiều người. Đấy, thì bây giờ anh em mình sẽ đi xuống dưới nhỉ. Để xem Nắng Cao Nguyên cũng rất là muốn đi xuống để tìm, gọi là hiểu thêm một số thông tin của các người nạn nhân, gọi là trong gia đình nữa. Quý vị khán giả, ở đây thì mình sẽ tiếp tục mình vào đây để hỏi han một số mọi người tí đã. Đây, ở đây thì có các bác này cũng đang tìm hiểu. Vâng, cháu chào các bác ạ. Vâng, các bác ơi, mình cũng đang không biết là mình có người thân trong gia đình bị lũ cuốn trôi không bác? À, vâng, đây các bác. 5 người thì đi được. Bên bác là 5 người ạ? Thế là trong đó là có những ai người trong gia đình đấy bác? Đây là chị dâu cả này. Dạ. Với lại một đứa cháu trai, một đứa cháu dâu, hai đứa chắt. Ôi dồi ôi. Thế là... bây giờ mới thấy hai đứa chắt này với bà chị dâu cả. Thế là còn hai người nữa đúng không? Còn hai người nữa. Vâng. Thế là lúc mà mình tìm thấy thi thể là đoạn khúc nào hả bác? Thi thể thì... ở dưới hay ở trên này ạ? Ở chỗ này là hai bà cháu. Dạ. Còn một đứa chắt là chết ở khu bản 4, ủy ban Phúc Khánh bây giờ. Dạ vâng. Thế là các cháu là năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác? Một đứa 16 tuổi, một đứa 6 tuổi. Ủa, vâng. Thế là bà là bao nhiêu tuổi ạ? Bà năm nay 57. 57 tuổi. Dạ, vâng. Thế là còn bây giờ còn hai người nữa là... còn thằng cháu trai. Cháu trai là bao nhiêu tuổi ạ? Anh em sinh năm... 90. 90, dạ vâng. Còn đứa cháu dâu là sinh năm 93. Ủa, thế là cả một gia đình là chết hết rồi ạ? Bây giờ không còn mỗi một thằng cháu út là đi làm thuê ở trên Bát Sát. À. Mới về. Là độc thân. Vâng. Không còn ai nữa. Ủa số ơi. Thế là cả làng là gần như là anh em với nhau hết đấy bác nhỉ? Ừ. Dạ vâng. Thế bây giờ là thậm chí là có gia đình là xóa sổ là không còn một ai chứ? Có. Vâng. Có gia đình nhà thằng Gióng. Dạ. Đây là xóa sổ. Tổng thể hết 5 nhà. Ủa, tổng thể hết 5 nhà là có nghĩa anh em không còn một ai không luôn? Còn. Ôi dồi ôi. Thế bây giờ là có những nhà mà bị mất người thân, bây giờ thậm chí chưa tìm thấy thi thể nào. Chưa thấy. Thế là tổng là cháu cũng nghe mọi người nói rất nhiều, bảo tổng là có 128 người đúng không bác? Không biết được cái này. Cái này cũng không biết được. Chưa cập nhật được đâu. Chưa thống kê được. Vâng, vì là còn chưa tính là những người thân đến chơi nữa đúng không ạ? Vâng. Bây giờ là chưa thống kê được hết. Dạ. Số mất tích nó chưa biết là hơn trăm. Chỉ biết là hơn 100 người đấy ạ. Vâng. Thế bây giờ là mình ba gì đấy. Mình có biết là tìm được bao nhiêu thi thể rồi không ạ? Đấy là không. Cũng chưa biết luôn. Chưa nắm được đâu. Chưa nắm được tình hình hết ạ. Thế toàn bộ là các thi thể của các nạn nhân xấu số là mình đem chôn hết ở trên này ạ? Một phần thì chôn về gia đình, một phần thì chôn ở khu ở trên này, khu tập thể ạ. Một phần thi thể bây giờ tìm thấy về thì lại để hai địa điểm, cho nên là chưa biết được. Dạ vâng. À, những cái phần mộ mà chôn tập thể là những người gọi là bị xóa sổ trong gia đình đấy ạ, đúng không ạ? Không, tức là ở đây là nó có khu nghĩa địa. À, khu nghĩa địa của thôn. Vâng. Ai không muốn cho lên thôn nghĩa địa thì lại đi tự tìm chỗ của gia đình. Gia đình người ta từ trước về là nó có ông bà đấy rồi, thì bây giờ là người ta có một phần hộ gia đình là người ta để đấy. Dạ. Cùng theo ông bà. Vâng. Còn một phần thì người ta vẫn đưa lên cái khu nghĩa địa tập trung của thôn. Dạ. Vâng. Thì cháu nghe nói vừa nãy tìm hiểu là có những thi thể còn mất cả chân, mất cả tay, mất cả đầu. Vâng. Thực sự cái cơn lũ quá khủng khiếp luôn. Thế ngày xưa là ở chỗ mình đã bị lũ quét với lại là bị ngập lụt bao giờ chưa bác? 2008 thì không bị về người, vâng. Thiệt hại về tài sản thôi. Dạ. Thì đến năm nay ở gọi cảm cũng bị to nhưng mà to nó là không ảnh hưởng. Nói từ ngày xưa về dạ. Là lật trận này là trận thứ 3. Trận thứ 3 là to nhất từ trước đến nay đấy ạ. Vâng. Trận 71. Trận cụ kể trận 71 cũng to nhưng mà không chết người. Vâng. Thế mình thấy coi là từ năm thì có ai chứng kiến ở chỗ này, có ai chứng kiến cái khoảnh khắc mà bị lũ quét xuống không ạ? Các bác có chứng kiến lúc đấy chắc là sớm quá đúng không ạ? Sớm.
năm rưỡi năm rưỡi lúc đấy năm rưỡi thì nói chung về thì cái lúc ban đầu xuống lần đầu tiên ấy thì không ai chứng kiến được cái lần đầu tiên đâu. Dạ. Và người ta biết phát thì người ta chạy ra thì lần thứ hai lần thứ ba thì người ta mới thấy. Nghe một thấy tiếng nổ một phát là coi như là yên ắng không thấy gì nữa. Vâng. Thế bắt đầu nó bắt đầu cái dòng lũ nó mới trôi hết xuống dưới ạ. Vâng. Thế bác nhà mình là có người thân nào bị mất trong cái vụ việc vừa rồi? Vâng. Bác lại bị bao nhiêu người ạ? 5 người, 6 người thì một người còn đấy đi có cứu được. À, vâng. Là có người. Thế vẫn có người cứu sống được khi mà bị lũ ạ? Vâng. Vâng. Có một đứa cháu bé. Dạ. Cứu được. Vâng. 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 Còn 5 người, chị dâu với lại cháu trai với lại cháu dâu. Dạ. Còn 2 đứa cháu nữa. Dạ. Vâng. Là vẫn chưa tìm thấy ạ? Tìm thấy chưa? Được một chị dâu với lại 2 đứa cháu bé. À, vâng. Còn... đây cùng với bác này đúng không ạ? À thế ạ, vâng. Cùng một gia đình đây ạ. Còn gia đình mà chị dâu kia bây giờ không còn nhà cửa. Không còn một nhà cái gì luôn ạ? Không còn. Ôi giời, thế bây giờ sau cái vụ việc này chắc là không ai dám ở khu vực đấy nữa. Không ai dám nữa rồi. Vì bây giờ nó vẫn tạo ra một cái dòng lũ ở bác. Mưa nhiều cái chỗ đấy khả năng nó vẫn bị tiếp. Cao. Thì cái trên sạt lở ấy là bây giờ vẫn còn đất nó sạt, nó chưa xuống hết, nó còn ngồi ở trên đấy. Bây giờ nếu mà mưa tầm một ngày to nữa là nó lại tiếp tục trôi xuống, nó lại bị tiếp. Dạ, vâng. Bây giờ nó còn đang ngồi ở trên cái nước chỗ lại, nước lại về đúng không ạ? Về lại chạy. Dạ, vâng, thôi các bác có khi là ở bên này mình cũng phải cẩn thận bác ạ. Vì tránh trường hợp là chẳng may, nói chung là không thể biết được đường nào mà lần. Thông giáo ở đây toàn ra ngoài. Dạ vâng. Thì đây các bác là cũng là đến giúp đỡ cho là tìm kiếm cứu nạn thôi ạ. Dạ vâng. Nhà mình cũng ở quanh đây luôn ạ? Vâng, tôi tìm người nhà tôi đấy. À ui, thì chú là cũng có người nhà, thì người nhà mình là bị mất tích là bao nhiêu người ạ chú? Một nhà thằng em chú thì có 5 khẩu, 6 khẩu thì đi hết 4 khẩu. Mất 4 người. 4 người, còn là anh trai thì 3 khẩu thì hết 2 rồi. Dạ vâng. Thế thằng em chú thì ở đầu nguồn ấy thì nó ụp một phát thì được có mỗi thằng em chú với lại thằng cháu đi làm thuê. Thì là thằng em chú thì sáng sớm nó ra ngoài kia xem thằng nhà em cậu của nó có sập không thì may thằng sống sót được. Vâng. Thì một đứa em thím, một cháu này với lại một đứa cháu dâu với lại một đứa con nó vừa sinh ra được 36 ngày. Ui giời. Vâng. Đã đi đã hết. Em bé sơ sinh ạ. Vâng. Tổng là bao nhiêu người? Tổng là hết tổng là hết là hình như đi 5 người. 5 người. 5 người. Vâng. 5 người là mất. Mất là không còn một ai cả. Không còn một ai cả. Đúng là nhà 8 người thì cái thằng con út thì là đi làm thuê ở trên Sapa. Vâng. Vâng. Nhà anh trai thì 3 khẩu thì đi hết 2 khẩu rồi, bây giờ còn mỗi một mình là nhà anh trai bây giờ một mình. Vâng. Độc lập. À thì nhà không có. Vâng. Tìm anh trai thì tìm thấy rồi, còn thằng cháu bây giờ cháu không chưa, tìm thấy. Chưa tìm thấy. Có lẽ nhà thằng em chú thì cháu. Bây giờ còn 2 mẹ con, đứa con gái có 18 tuổi, bây giờ đang học. Dạ. 11, 12, vâng. Học cấp, hết cấp. Đúng rồi. Chưa hết cấp. Thế với cháu ấy bảo là cấp. Người còn sống với gọi người đau khổ, người đau buồn nhất. Thế còn là cái đứa em thím thì chưa thấy, với lại đứa con gái nó chưa thấy. Vâng. Đứa cháu dâu với lại đứa con nó, với lại thằng con trai của nó ấy. Dạ. Bố của sơ sinh ấy là thấy rồi. Ừ. Thấy được 3 thi thể. Vâng. Bây giờ còn 5 thi thể, còn 2 thi thể nữa. Chưa thấy. Chưa biết ở đâu. Vâng, thực ra thì cháu cũng ở nơi trai thì còn thằng cháu nữa. Cháu nữa. Hơn 30 tuổi rồi, chưa lấy vợ con gì đâu. Cũng không tìm thấy. Không tìm thấy. Thực ra cháu thì cũng ở nơi xa đến, thì cháu cũng thực sự đến đây cháu cũng không biết phải làm gì cả, cũng chỉ mong là mọi người trong làng mình sẽ tìm thấy hết thi thể để mẹ đem chôn cất. Cũng cháu cũng xin chia buồn với toàn thể mọi người trong làng mình chú ạ. Vâng, vâng. Vâng. Cảm ơn các chú quan tâm đến. Vâng, thôi thì các chú gia đình mình cố gắng chú nhé. Vâng, cháu cũng xin phép thực sự là cũng chỉ động viên được mọi người, cũng muốn là ghi lại hình để thông tin lại cho mọi người được biết chú ạ. Vâng, thôi cháu xin phép. Vâng, cháu chào các chú ạ. Vâng, cảm ơn các chú. Dạ, vâng, cháu chào chú. Vâng, thôi cháu chào chú nhé. Vâng, cháu chào cô ạ. Vâng, cháu xin phép ạ. Vâng, vâng. Chúc cho tất cả mọi người sẽ sớm ổn định lại cuộc sống. Dạ vâng. Cảm ơn các cháu vừa qua giai đoạn khó khăn này. Dạ vâng, thôi cháu xin phép ạ. Vâng, vâng. Đi. Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Vị khán giả thì bây giờ Nắng Cao Nguyên sẽ tiếp tục đi đến những cái ngôi nhà tiếp theo để hỏi han tình hình của bà con xem thế nào nhé. Ở đây thì Nắng Cao Nguyên cũng thấy là tập trung rất là đông người,
Vâng, cháu chào các ông các bà. Vâng, chào các chú ạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Không biết là người thân trong gia đình mình mà bị lũ cuốn là có nhiều không ạ? Hiện tại ạ. Có 4 mẹ con. Dạ. À đây bà đây ạ. Bà ơi, thế bà là trong gia đình mình là mất bao nhiêu người hả bà? 4 người, mất tất cả là đi 5 người, nhưng mà một người cứu được, bây giờ lên Bảo Yên cứu ở viện Bảo Yên đấy. Dạ. Còn 4 người mất tích. Dạ. Bây giờ kiếm được 3 người, còn một người nữa. Dạ. Chưa thấy ạ. Vâng. Thế trong đó thì có những thành viên nào trong gia đình là con bà hết ạ? Con dâu của bà. Con trai ạ? Của bà, cháu nội của bà. Vâng. Thế là trong cái lúc đấy thì nhà có nghĩa là đang ngủ là không biết một cái gì đúng không ạ? Có biết nhưng mà không chạy kịp ạ? Không chạy kịp. Thế thì bố bảo xuống bái đi dắt châu ra, xong bảo đi tản đi lên chỗ cao đi. Thế là thấy nổ bu một cái thì nhìn quay lên ngoài người này, thấy ở trên đồi xuống mới bảo vợ với con chạy lên đằng sau nhà dốc nữa, xong đẩy nhau lên thì cuối cùng nước nó ọc về một cái là đi ra hết cả bố, nhưng mà bố ra đến tận cuối làng đấy là cứu được. À, vâng. Là cứu được bố. Cứu được bố, còn bốn mẹ con là mất hết. Mất hết, không còn gì nữa. Thì thực ra hôm qua thì thấy con dâu với lại cháu cả. Dạ. Xong đến chiều tối thì thấy cháu thứ ba đấy. Dạ, vâng. Cháu út đấy thì vâng. Lấy về cũng khâm liệm hết rồi, nhưng mà cảnh báo không lấy đi được, sáng nay mới lấy đưa đi hạ huyệt đi. Vâng, chôn được ạ. Đi chôn đi hạ huyệt. Lúc đấy nhà bà là ở đoạn nào hả bà? Bà ngay đây ạ. À, đây ạ. Vâng. À thế ạ. Vâng. Thế là nhà con trai bà ngay đoạn trên này ạ? Vâng, nhà con trai bà ở bên kia cái dạ. Mỏm núi này. Dạ vâng. Thôi cháu thì cháu cũng xin phép chia buồn với bà nhé. Vâng, cố gắng, nói chung là cháu thì cũng chỉ động viên mọi người cũng cố gắng lên, vì thực sự cái chuyện này bà là không đau buồn thì không được. Thực sự quá là đau buồn luôn. Nhưng mà mong là bà cũng cố gắng tiếp tục, nói chung là còn cuộc sống phía trước đó bà. Thế nhà bà là còn ngoài con trai vừa bị mất thì bà còn ai trong gia đình nữa không ạ? Bà còn ba đứa con trai nữa. Dạ. Vâng. Tất cả con của bà là 5 đứa. Dạ. Một đứa con gái. Đây là ba đứa con trai, 4 đứa con trai. Vâng. Vâng, thôi bà cố gắng bà nhé. Vâng. Cháu xin cũng mong muốn làm sao mọi người tìm được thấy hết thi thể người thân trong gia đình mình. Vâng. Để đem được chôn cất, còn chỗ lên hàng năm đến thăm nữa. Vâng. Dạ vâng. Thì ở trong này là không biết là còn ai, nhà mình là còn lại bị ai mất nữa không ạ? Nhà cô đây. Nhà cô cũng có người mất ạ? Vâng. Thế là nhà mình mất bao nhiêu người ạ cô? Mỗi một người thôi, đáng lẽ là không nên mất. Nhưng mà ông ấy lại đến tối lại đi chơi với anh trai. Dạ vâng, cái uống rượu đấy đúng không ạ? Vâng, xong là đến sáng là không về được nữa là bị à. Thế là gì của bà, chồng bà mà à, chồng của cô ạ? À chồng cô. Thế là chồng là đi chơi ở người thân xong là uống rượu ngủ lại đấy luôn ạ? Vâng ạ. Vâng. Thế nào, nhà mình đã tìm thấy thi thể của chú chưa ạ? Chưa. Cũng chưa tìm thấy gì luôn ạ? Chưa thấy gì. Đấy, còn rất là nhiều người mà chưa tìm thấy được một cái gì cơ. Vâng. Đáng lẽ là mình không nên chết, đúng vậy, đúng chứ, nhà cô ngay ở dưới này bên phía bên này thôi. Vâng. Không sao luôn. Thì mình bây giờ mình có biết là tổng là bây giờ tìm thấy được bao nhiêu người không ạ? À? Có bị chắc cũng chưa thống kê được hết ạ? Chưa thống kê được. Vâng. Vâng. Thôi cháu cũng xin chia buồn với cô nhé. Vâng, cố gắng cô nhé. Vâng. Thôi cháu xin phép ạ. Vâng, cháu chào các cô các bác ạ. Vâng, cháu chú. Vâng, thôi cháu xin phép. Dạ vâng. Dạ vâng, thôi cháu xin phép ạ. Vâng, cháu chào bà. Vâng ạ. Cảm ơn các chú các cháu phóng viên nha. Dạ vâng ạ. Vâng, cháu cảm ơn, thôi cháu xin phép ạ. Vâng. Vâng. Đây mọi người, bây giờ thực sự ra để mà nói thì không còn từ gì. Từ đầu đến cuối mình cũng chẳng biết phải nói gì cả. Cũng chỉ muốn bây giờ mong muốn đi tìm hiểu tiếp theo là xem là còn những trường hợp như thế nào nữa mọi người nhé. Quý vị khán giả, bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ cùng với bên chỗ anh Sơn đi vào thăm một cái ngôi nhà gọi là bị mất nhiều người nhất ở trong ngôi làng này đúng không anh? Ừ, đây là
thực ra thì có nghĩa là trong trong một cái anh em trong gia đình ấy, vâng, anh em trong gia đình thì có con số người mà bị mất tích thì nặng lên, nhất nặng nhất đấy, và lên đến 13 người. 13 người. Như lúc đầu mà anh em mình đi vào đấy thì có gặp gia đình là lên 9 người là nhiều rồi, đúng không? Vâng. Nhưng mà đây còn 13 người. Anh em trong gia đình. Vâng. Có nghĩa là anh em trong gia đình nội ngoại là mất 13 người. Vâng. Đấy thì mình cũng thực sự là đến đây thì mình cũng muốn là vào hỏi trực tiếp trong nhà để thăm gia đình một chút. Đấy, vâng. Đây quý vị khán giả, Nắng Cao Nguyên đã đến đấy. Vâng, cháu chào cô ạ. Vâng, em chào chị. Vâng. Vâng, cho cháu xin hỏi chút là trong gia đình mình là cũng có nạn nhân là bị xấu số là bị lũ cuốn trôi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thì không biết là gia đình mình là có bao nhiêu người là bị cuốn chị nhỉ? Ừ, tất cả anh em bà Hàng là có 13 người. Dạ, 13 người ạ? Vâng. Ủa, thế bây giờ hiện tại là mình đã tìm thấy ai chưa ạ? Tìm thấy được, chẳng biết là cô cũng không đi được, đau tay nữa là không đi được gì. Chẳng biết là được bao nhiêu rồi. Vâng. Thế là chị có biết là gia đình mình tìm là được bao nhiêu người không chị? Dạ, bây giờ thì 13 người thì bây giờ còn thiếu 3 người nữa. Thiếu 3 người nữa? Vâng. Ôi, thế là mình tìm thấy trong ngày hôm qua hay hôm nay mới tìm thấy hết ạ? Hôm nay. Sáng hôm nay tìm thấy bao nhiêu người chị? Hôm qua tìm thấy một người, hôm nay thì hiện tại thì còn thiếu một bác với một đứa cháu gái nữa. Hôm qua thì được 6-7 người đấy. 6-7 người. Thì em cũng chưa thông tin được hết. Vâng. Thế là chị có biết là bây giờ hiện tại ở trong thôn mình là có bao nhiêu thi thể đã được tìm thấy không chị? Cái này thì em không nắm được bởi vì là quá nhiều ấy. Quá nhiều. Vâng. Vâng. Thì từ gọi là bắt đầu từ hôm qua lực lượng chức năng mới bắt đầu là đến đông đúng không chị? Vâng, từ hôm qua thì được cứu hộ cứu nạn ở trên tỉnh trên các nơi về hỗ trợ thì sáng hôm nay nữa thì cũng tìm kiếm được gần hết mọi người rồi. Gần như hết rồi ạ? Vâng. Vâng. Đấy là theo dự kiến của trưởng thôn là thế, còn hiện tại thì cũng chưa biết là mất bao nhiêu người trong thôn nữa. Vì em theo em thấy là còn có những người gọi là người thân của những người gia đình ở nơi khác đến nữa đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thì cái lúc mà xảy ra cái gọi là thảm họa thương tâm như thế thì lúc đấy là mọi người có biết không ạ? Cái lúc đấy có biết. À, cũng nghe thấy tiếng nổ ùm phát là chạy ra luôn. Ở đây nhìn thẳng lên rạng sáng nó bắt đầu cô thấy nổ. Một phát đầu tiên là nó thấy ùm, một phát phát thứ hai nữa là thấy bùi đất lá, đá trên đồi xuống thì u rồi như là khói mụt mịt hết chẳng thấy gì cả. Vâng. Cứ là thấy ùm xuống là mọi người cũng không kịp chạy đâu. Không kịp chạy. Vâng, lúc đấy là cũng kiểu chưa sáng mấy đấy, mọi người vẫn còn đang ngủ. Vâng. Thế là lúc đấy thì cô nhìn ra kia thì kiểu cứ thấy đất đã chảy đến làng hết rồi. Vâng. Trong người thân trong gia đình thì mình bao gồm là người lớn là có bao nhiêu người hả chị? Người lớn chị em là có một đứa cháu này, một, ba, bốn, bốn đứa. Vâng. Vâng, bốn đứa. Bốn người, bốn trẻ em và... còn lại là 9 người lớn. Vâng, 9 người lớn. Còn một cháu thì hiện tại đang cấp cứu dưới Hà Nội. À, cấp cứu dưới Hà Nội thì là bị làm sao hiện tại? Chị phải đưa xuống Hà Nội à? Vâng, không biết bây giờ nghi kịch tới qua hai cậu cháu đưa Hà Nội đi. Gấp được ấy là đem lên Bảo Yên không được nên là phải đưa thẳng gấp về Hà Nội luôn. Vâng ạ. Vâng. Đưa về Bạch Mai. Thì cũng mong là đây là cháu bé đúng không ạ? Vâng, cũng mong cháu là cháu bé sẽ tai qua nạn khỏi. Vâng. Vâng, thôi thì em đến đây em cũng xin được chia buồn cùng gia đình. Cũng tôi gia đình mình cũng cố gắng thì là cái chuyện này cũng không ai mong muốn xảy ra cả. Đấy, thì đau buồn rồi thôi mình cũng tiếp tục mình tiến lên phía trước thôi chị. Vâng. Thôi một lần nữa em xin chia buồn với gia đình nhé. Em cảm ơn gia đình rất nhiều khi đã chia sẻ những cái câu chuyện này đến cho quý vị khán giả trên kênh Nắng Cao Nguyên. Vâng. 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 Cảm ơn chị nhé. Tôi xin chúc cho tất cả gia đình nhà mình cố gắng để sớm vượt qua cái khó khăn này và để bình ổn lại được cuộc sống. Đây, bây giờ thì trước tiên thì mọi người cứ cố gắng là để giữ được cái sức khỏe và mình bây giờ những người mình còn sống thì mình cũng phải hết sức là bình tĩnh lại để mà giữ gìn sức khỏe con người mình đã và sau đó thì mới lo được các công việc cho những người thân đã bị mất mát. Thôi thì cố gắng cô nhé. Tôi rất cảm ơn các ban ngành đoàn thể và các cấp lãnh đạo là thì các nhà hảo tâm thì có tấm lòng thì đến giúp
các con các cháu thôn bản thôn làng Lù này thì rất cảm ơn mọi người, rất cảm ơn các nhà hảo tâm nhé. Cảm ơn. Cháu chào cô, em chào chị nhé. Quý vị khán giả, hiện tại thì mình đã ra đến cái chỗ đầu đằng bên này rồi, cũng xuống xem là để các anh bộ đội xem tìm thêm được những cái thi thể xấu số nào không đó. Chứ còn từ nãy giờ khi mà mình đi nói chuyện với bà con ấy, thực sự xót xa, nó nhói hết cả lòng luôn mọi người ạ. Mình thì thực sự với quý vị khán giả, trên con đường làm thiện nguyện thì Nắng Cao Nguyên chưa bao giờ kêu gọi bất kỳ một cái gì cả. Chủ yếu là Nắng Cao Nguyên quay lên để quý vị khán giả, các anh chị, cô chú mạnh thường quân nhìn thấy thì sẽ hỗ trợ những cái hoàn cảnh mà thương đó. Như hôm nay lần đầu tiên Nắng Cao Nguyên cũng xin phép là được kêu gọi để hỗ trợ cho bà con ở khu vực gọi là cái thảm họa này. Gần như xóa sổ là 95% là người ở trong cái ngôi làng đó. Bây giờ chỉ còn những người nào mà buổi sáng này là sẽ di chuyển gọi là đi làm, hoặc là những người nào mà đi làm phương xa thì còn sống sót thôi, nhưng đa phần là toàn là những người mà mất người thân, bố mẹ, anh em, thực sự quá là xót xa luôn. Thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được phép nhé, mình gắn cái số tài khoản của Nắng Cao Nguyên ở trên màn hình, quý vị khán giả có thể gửi trực tiếp vào số tài khoản. Nắng Cao Nguyên sẽ đi trực tiếp là từng hộ gia đình để trao tặng lại những cái món quà của quý vị khán giả, của anh chị cô chú mạnh thường quân, để gửi tới các hộ dân ở khu vực huyện Bảo Yên này. Bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ đi ra ngoài để còn đi thăm thêm một số ngôi làng. Bây giờ hiện tại đang bị biệt lập hoàn toàn do là lũ này, sạt lở này. Ở trong đấy còn đang thiếu rất là nhiều cái nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước sạch và bánh mì, và nói chung là đồ ăn mọi người ạ. Thiếu rất nhiều luôn ở khu vực này, vì là những cái vùng mà tâm bão lũ ấy thì đây, những cái vùng tâm bão lũ thì đã có những cái hộ đội thiện nguyện này, nhóm thiện nguyện là hỗ trợ là đến tất cả các nơi, những vùng lũ như thành phố. Còn những cái vùng sâu vùng xa này thực sự mọi người rất ít người đi đến, mà còn những cái ngôi làng mà biệt lập nữa hoàn toàn là đang thiếu rất nhiều. Thì quý vị khán giả, Nắng Cao Nguyên cũng xin dừng một chút để toàn quang cảnh nơi đây. Thì mọi người nhìn thấy này, là tất cả các anh bộ đội này, các anh công an cũng như ở bên chính quyền địa phương đã di chuyển lên phía trên rồi để tiếp tục là tìm những thi thể ở đó. Thì gần như là chỗ này là khả năng là theo mình nghĩ rồi nhé, là sẽ dừng lại rồi sẽ tìm kiếm sau, vì là cả sáng ngày hôm nay là bà con tìm xung quanh khu vực này rất là đông rồi đấy. Còn mỗi khu vực ở trên nữa thì cũng mong quý vị khán giả, nói chung là mình cũng không biết phải nói thế nào nữa. Thì bây giờ thì Nắng Cao Nguyên thực sự là cũng xin được kết thúc video tại đây, để tiếp tục di chuyển sang bên những chỗ mà gọi là bị thiên tai lũ lụt, để cho quý vị khán giả được cập nhật tình hình. Riêng cái video này Nắng Cao Nguyên sẽ thực sự đăng lên trên kênh trong ngày hôm nay luôn, để quý vị khán giả có thể cập nhật tình hình thường xuyên. Bây giờ Nắng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ, và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.